Bây giờ nó gớt thì món đó. Bữa hổm đi về đây hồi tuần rồi á, thì như là ngà một bữa mặn bữa nghỉ, rồi cái ổng xin nghỉ thêm tao không cho, thì thời gian giờ nào thì ông về giờ nấy, chạy không biết làm sao ông chở thằng nhỏ 13 tuổi đó, rồi cái xe nó ấy nó đụng á, đụng mà cha con thằng nhỏ thì bị cô cút chứ cái. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Sau lưng của Bùi Hồ đây là nhà của chị Thu, là chị dâu của chị My. Trước đây chị My sống ở nhà một thì bây giờ được cất một cái ngôi nhà như thế này rồi. Ngôi nhà một xưa thì hiện nay là chị My đang sinh sống. Sau một thời gian vì cái thất nghiệp, không có việc làm những ngày cận Tết như thế này thì chị lại dọn về đây sinh sống cũng hơn một tháng nay rồi. Hôm nay thì thay mặt cho Mạnh Thường Quân cũng gửi cho chị để cho có dừng lại cái phần mái nhà đó đang cắt dang dở cô bác quý anh chị, để có thể đón một cái Tết đầm ấm hơn ngay tại một cái ngôi nhà mới như thế này. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Chị Thu ơi, ôi bé nó ngủ, bé này tên tên gì em quên rồi chị Thu. Như ý Bé ngủ hả? hả? À, thôi để cho bé ngủ đi. Chị kéo em phát xuống tí nha. Hôm trước em thấy là chị My gửi hình gia đình mình buổi tối mình sinh hoạt lụm tụm bên trong cái nhà mồ, thấy thương ghê trời. Còn khóc không? Hết khóc chưa? Ôi bé ngủ. kìa. Ừ, nằm ngủ à. Bé ngủ vậy đó còn ngủ hả? hả? Ngủ nó dở lăn. Còn ngủ tới giấc này luôn. Nó tối á, rồi nó chị này chị đau nè. Rồi nó thức nó ai tiếp. Nó thức canh bé chị hả? Dạ. À, bây giờ ngủ hả? Bị bé bị bệnh gì? Nó chị sốt này kia vậy đó. Buổi sáng giờ chị bị cảm thôi vậy? Dạ. Chị bị gì vậy chị Thu? Buồn nên là sanh bệnh chứ không có gì. À, buồn sinh bệnh để thắp nhang cho bà cụ hả? Dạ. Mấy hôm nay bé nó khóc quá bệnh rồi cái chị mới thường xuyên thắp nhang đó hả? Dạ. Đây, từ hồi giờ ở tới giờ là ngày nào cũng thắp, rồi sợ ban đêm hôm này kia cho tay nó ngủ, nó giật mình cứ khóc rồi cả tiếng tiếng hồ mới vô nín. Ồ vậy hả? Dạ. Không để anh võng nè. Rồi rồi văng cái đi đó rồi chị nào ngủ thiệt là sai bắt đầu mới bồng xuống không mấy thì còn để này tới sáng ngồi canh. Khủng khiếp thiệt trời. Hổm ngày thì có mưa gió gì không? Có dấu á, thì được nói chung từ về tới giờ thì mưa bão thì dữ lắm mà cái mấy bữa nay thì nó đỡ thôi. Mưa thì nó tạt như mấy chỗ này dữ không chị? Dạ, nói chung ướt hết, ướt hết trơn. À. Ướt ở trong đó luôn. Anh có gặp mình là được quay lên YouTube không? Mới gặp được hôm qua vậy. Mới gặp qua hả? Anh có nói gì không? Buồn. Ông buồn hả? Anh nói là sao? Ông nói vợ con ông lo ông không có được nên ông buồn. Nói vợ con lo không được buồn hả? Anh coi anh có khóc không? Ông tánh ông cũng vậy đó. Là sao? Ông tánh ông cũng hờn bà vậy. Khóc hả? Rồi có nói là Tết này anh có về không? Dạ tính hồi bữa hôm qua tính đi về. Mà chiếc xe hồi đó mẹ bà còn sống đó. Rồi mẹ bà kêu đi mua xe. Hồi đó giờ xe không có xe. Nên là mẹ bà còn sống bà kêu đó đi mua chiếc xe đi. Rồi cái ổng ổng mua chiếc xe có 1,2 triệu à, mà đi gần 5 năm rồi. Rồi cái đầu cái giờ nó gớt thì món đó. Bữa hổm đi về đây hồi tuần rồi á, thì như là ngà một bữa mặn bữa nghỉ, rồi cái ổng xin nghỉ thêm tao không cho, thì thời gian giờ nào thì ổng về giờ nấy, chạy không biết làm sao ổng chở thằng nhỏ 13 tuổi đó, rồi cái xe nó ấy nó đụng á, đụng mà cha con thằng nhỏ thì bị cô cút chứ cái tay ổng thì bị giò. Thì giờ ra từ món như đó thì ổng mấy giờ sáng bị bật đạn cổ, bật đạn gì nữa rồi nên về không được. Muốn về lắm, về không được luôn. Dạ. Về hôm qua tính đi về, tính 4-5 giờ chiều về mà về không có được. Cái xe nó hư hoài nên về không có được. Sao anh không để xe trên đó anh đi về?
Nói chung mình đổ xăng nó nhẹ hơn mình đi dừng xe kia. Không có tiền đi về luôn hả? Đi hai cha con là tụi về cũng có gần năm trên 500 ngàn. Đó, rồi đi đi lên đi xuống, đi lên đi xuống có chịu nên là thôi kiếm chừng trăm mấy ngàn mình đổ xăng mình đi mà. Ông nói thôi xe hư rồi thôi cho anh á, chắc anh không về được quá, anh đi chài cá đang kiếm cá đang ăn để dành. Ôi trời ơi, khủng khiếp vậy. Xe hư rồi. Không có về được, muốn về gặp vợ con chơi Tết này cũng không biết sao về luôn. Không biết sao về nữa. Không có tiền. À, hiện nay là còn làm không chị? Dạ còn làm thì như ảnh làm mấy bữa thứ hai à, thứ ba, thứ tư. Cái anh nghỉ, anh nghỉ cái thứ năm, cái bữa nay cái anh cũng nghỉ nữa. Sáng giờ anh điện anh mà cái điện thoại cũ ông mở nó đưa cho nè. Cái đầu liên lạc bảo là trước thì không có điện thoại nên là... Điện thoại này chị My đưa nè đúng không? Dạ, anh không có điện thoại. Ừ. Bây giờ điện anh được không? Dạ được, mà có cái sóng nó khi được khi không có nghe được. À, anh có nói là anh muốn về ăn Tết không? Dạ, cũng muốn về mà để anh nói để kiếm tiền sửa xe chứ cổ rồi tính. Chừng đó như lãnh lương được nhiêu thì anh chiết ra, anh đi về. Hôm qua tối tính đem về rồi mà cha con sửa sạn đồ hết rồi, đi ra xe sên bọng gì đứt rồi bố bọng gì nó từ la từ lư chứ. Là xe của bà nội mua, là mẹ lúc mua. Mẹ hồi lúc đó mẹ bà còn sống, mẹ bà kêu mua nhưng mà đi mạng công ty thì mình lội bộ nó gần, mình không có nghĩ mua xe. Lúc mua có 1.2 triệu hả chị? Dạ, có 1.2 triệu. 5 năm nay rồi. Dạ. Thôi chị điện cho ảnh nữa coi, sao thì điện ra được không? Mày điện cha. Điện cha nghe. Nói ảnh về đi. Cố gắng về. Điện cha cái nha. Điện cha đi, điện cha đi, chú điện kêu điện cha chút nha. Rồi nãy điện không được, điện nó nói. Giờ không chịu rồi. Ê, mỗi lần điện cái ổng bệnh ông khóc, cái đó cũng khóc nữa, cái đầu cái hai cha con cứ... Chị nhớ số mấy không? Nói chung không biết chữ nên không có nhớ chữ. Cho chú mượn ai? Để cho chú mượn. Cho chú mượn cái này đi. À, giỏi quá ha. À. Cái hình có con lủng đó. À, hình dạ, con dạ, bé. Dạ, con bé. Điện thoại hư màn hình hết luôn rồi, chấm đen luôn rồi. Vi, con thức dậy coi Vi. À, để cho bé ngủ đi. À, Lâm Tấn Tài. Dạ. Đúng không chị? Dạ. Rồi ảnh ơi, như thế nào? Anh để hình con gái của mình đó hả? Dạ. Anh đang bận rồi. Đang bận nè. À, hồi nãy hồi sớm đốt đâu cũng mòn 12 giờ mấy, cũng 12:10 gì đó, anh nói để anh đi chài. Bây giờ là chài ở trên đó, chài để sinh sống hơn qua ngày vậy thôi. Dạ, chài. Rồi chứ không nhiều. Có đi làm công nhân gì được hết. Dạ, mà, thì bữa được bữa cái vậy đó. Thì ngày nào nghỉ thì anh đi chài, rồi anh mua cái thùng đó, bỏ cá mắm vô. Nhiều thì anh gửi về. Dạ. Như... Mấy ngày nay mấy chị em ăn cơm cái gì? Nói chung hồi sáng giờ chưa ăn cơm luôn á. Ủa sao vậy? Sáng vậy giờ nó chưa không có nấu có nướng gì trơn, mấy đứa nhỏ thì còn đó mấy cái mì, hai ba cái mì hai anh em ăn rồi hai chồng đi mới về rồi ông chú nắng ông mua một hộp cơm cho cha ăn rồi xong rồi vậy đó. Chị My có ăn không? Thì đi với hai anh đó, hai anh tới mới về hồi nãy. Dạ, đi dạ. Mua xe nước mía như là xe cá viên chiên mới về ngồi nó buồn. Dạ nói cha ơi không biết làm sao nữa, giờ cái bàn thờ không biết sao, cái nói thì từ đi rồi có gì á thì mình mua hết đi, có dư thì mình mua. Ừ. Dạ nó ngồi đó như là không có gì đâu, từ từ đi. Thấy là... em cũng biết chị My là người con dâu có hiếu mà. Dạ. Nếu như mà anh Tết này không có về thì sao? Không biết sao. Không biết sao nữa. Bà chị có muốn ảnh về không? Sao muốn? Muốn chưa? À, hiện nay là còn thiếu tiền dừng ton. Dạ, nhiêu tiền? Không biết. Không biết luôn. Dạ. Tại như cây thì cũng ta cũng cho, còn thiết trên nhà thì ta cũng cho thiết cũ rồi mình mua cái chú cái vườn ở Đặng Đặng á, ổng mới đem cái miếng mà quay trên cái vô tiếng mà mình dán to nó dính á. Cái chú cái chơi vườn nó đem lại cho một miếng rồi chị anh chảnh dán đó rồi. Thì trước tiên giờ
mình kiếm tiền mình dừng dách đi, nào có tiền mình hả là hả mà làm chứ, chừng chơi có thì mẹ con sủi sủi đó thì lót bậy bạ ngủ thiếp. Thôi bây giờ mình đi ra nhà chị My đi, em thông báo tin mừng cho mình. Là bây giờ ước muốn của chị là có tiền là để dừng dách trước ha. Dạ giờ chứ giờ thì giờ lót mẹ nó tra cho bé nhỏ ngủ đi, vô trọng nó đỡ. Đây mày sạc nha, sạc đi con, sạc đi thổi nè quê. Đem đi theo anh, đem theo đi, đôi khi chút xíu anh gọi sao. Đi ra đây chơi không? Thôi để cho bé ngủ đi, để cho ngủ đi. Ngồi nó canh chị này chứ nhúc nhích cái để con lấy sữa cho, rồi nó chút sẵn. Đây là cái nền đất mà được chị My nè với lại chị Thu phải lấy đất từ ngoài kia vô mọi người. Lại đi con. Cái phần là cái mái này thì được xin từ tôn cũ của người ta chấp phá như thế này. Có lẽ là một vách bên đây là được ăn gian nhờ của vách nhà của chị My. Đúng không chị My? Còn cái vách bên đây còn trống với đằng sau. Giờ chưa có gì hết á, Tết này không biết có kịp hay không nữa nè. Sao gâu? Tại Tết mới tới rồi, mấy đứa nhỏ nó vô nhà đi cho nó được ấm cúng chứ. Ngoài đó ăn Tết thấy tội với đứa nhỏ. Vậy ban đầu chị tính rồi, dạng như là mình mua giống của bên chị á, là mua vòng hết luôn. Bao nhiêu mét anh quên rồi, 15 mét hả? 15 mét. Mà 1 mét gần 100 ngàn, tính 100 chẳng đi. Lên kêu gửi hả? Có. Lên 4 mét là 15 mét là vòng vòng nhà, tính á, 1 miếng nha, 1 mét, 1 miếng nha, 1 mét á. Tính cũng dễ mà. Lên cao là 4 mét rưỡi. 60 mét. Lên cao là 4 mét rưỡi là cơ nó xuống cái chân ở dưới luôn á. 1 miếng 3 mét thì 20 mét. Vừa rồi này mày lên 4 mét 2 gì á. Ồ, đi theo con bụi á. Có tính sơ qua là tính luôn nền với to vòng vòng luôn là cỡ 20. Không biết. 20. Mà tao lét chưa á nha. Không có tính toilet đó. Là tính cái nền cái sơn thôi đó. Là để cho mấy đứa nhỏ vô ngủ thôi đó. Dạ. Đây là cha. Và bây giờ như thế này nè. Sáng thì cũng có đi với chị My để mà mua một cái xe cá viên chiên với lại xe nước mía. Thì bây giờ mình chỉ còn có cái chỗ rồi, chỉ còn tìm cái chỗ gửi thôi. Đúng rồi, tìm chỗ gửi mình có thể là mình sẽ trả tiền cho người ta nữa. Đúng là vậy, nhưng mà không chị không biết là chỗ nào, đi hỏi vòng vòng rồi. Đây cố gắng hỏi tiếp mà, đi. Chị anh về là chạy đi hỏi vòng vòng hỏi mấy cô mấy chú, với lại tìm được cái chỗ mà để mình mua cái vương chiên về giá theo giá sỉ theo bà để mình có lời đó. Là hỏi rồi luôn rồi. Có mía luôn chưa chị? Có mía cũng có luôn rồi, gần đó luôn. À vậy có xe người ta chở lại tại cái chỗ vậy đó. À cùng một tiếng đường á. Vậy là cũng mừng rồi. Vậy bây giờ hôm nay hôm trước em có quay về cái hoàn cảnh của mình đó. Dạ. Thì cũng được cô chú anh chị mạnh thường quân quan tâm, đó là vợ chồng của chị Hải Tâm thì gửi cho chị 8.5 triệu để chị mà mua tôn để mà dừng dách như thế nào đó ha. Chị bây giờ chị mua tôn dừng dách đồ trước đi tính tiếp. Này chị, gia đình của chị Hải Tâm ở Mỹ gửi cho chị 8.5 triệu để chị đếm lại giùm em với. Rồi nói hai cha con về, hai cha con ở trên Sài Gòn về đi, rồi cố gắng lo làm phụ giúp chị. Rồi số tiền đó dự định làm gì, mua gì dừng trước? Mua tôn đó mà không đủ người không biết sao thôi. Thì giờ tới đâu tính tới đó đi, giờ chứ sao giờ? Này chị gia đình gửi ơi. Cảm ơn chị vợ chồng chị Hải Tâm đó, nhiều lắm luôn á trời, giúp được chị hai. Dạ. Vợ chồng anh Hải chị Tâm. Thôi xúc động nói không được luôn rồi. Chị khóc luôn hả? Có nói được không? Bé con. Bé nè. Em cũng cảm ơn anh với chị
chị Tâm cũng giúp đỡ. Chị Tâm. Dạ, cũng giúp đỡ mẹ con em cái nhà. Tâm cầm lòng không đàng đàng luôn rồi. Chứ em nghĩ thì mình lớn tuổi mà nhiều cái đọc bình luận nhầm người ta cũng không có thích đâu. Nó tại vì mình cũng lớn tuổi mà nhiều nói mình khó khăn, nhầm người còn khó khăn hơn mình mà. Nhưng mà mình được giúp nó thì mình cũng mừng đi. Thật ra thì cái duyên của mỗi người nó mỗi khác nhau. Đến cái duyên lành của mình á, cái phước của mình á thì đến cái thời điểm này mình được giúp đỡ. Và đó cũng là một cái duyên lành cho mừng cho chị Hương. Còn cái phần này á là chị Hải Tâm gửi cho chị mua nệm, mua những cái vật dụng ở trong nhà đó ha. Gửi cho gia đình của chị với lại anh và chị My với anh Tửng, mua cho ngoại, mua cho mua niệm mua gì đó. Nè còn bao nhiêu em gửi nè, 3 triệu nè, 4 triệu đúng không, 4 triệu 4 triệu 720 ngàn. Chị em thay mặt chị hai luôn, thay mặt gia đình luôn cảm ơn anh chị đã giúp đỡ gia đình em nhiều lắm rồi. Em cảm ơn nước sơn chị cũng gửi cho chị đó. Rồi một số phần tiền lặt vặt như là mua đồ để mình làm á là chị cũng có gửi đó. Rồi chị, thầy chị giúp chị nhiều vậy. Chị không mong gì hơn á. Thì nói chung là chị có nói là chị giúp như là dạng như những hoàn cảnh nào á là được hỗ trợ nhiều á là chị không có giúp, nhưng mà thấy vợ chồng thấy thương rồi nhiều lần chị cũng có gọi cho Bùi Hồ nhưng mà gọi không có được đó, rồi không biết cách liên hệ rồi đó, rồi xong rồi sau này mới liên hệ được thì gửi về cho chị phần đồ với phần tiền để cho chị trang trải trong nhà, trang trải cuộc sống đó. Nói em gán đi rồi khi nào mà được hỗ trợ giống thì hai chồng gán làm ăn phấn đấu với người ta đó. Bây giờ rồi tới chị hai chị cũng khổ rồi, chị thì không có biết nhưng mà xe clip của chị rồi cái chị mới thấy vụ mà bên chị hai đó, cái mà chưa đăng clip của chị hai mà thấy mà cái vụ mà mình nói thân sau nhà đó, chị kêu chị hai về đó, rồi đó chị thấy đó, rồi sẵn đó rồi chị nói bây giờ chị giúp em không được nữa thì thôi đây tao giúp cho chị hai mày. Nói chung là như chị em vậy đó, bà thương lắm. Dạ anh chị ở nước ngoài với thương á. Chị Thu nghẹn lời luôn kìa. À, bây giờ kêu anh về đặng mình ăn Tết chứ. Khoảng 500 ngàn thôi. Thì bây giờ lên xe về đi, để xe đó đi chứ trên đó chạy cá thì cũng sống ở trên đó lay lắc câu qua ngày thì nó cũng đâu có dư giả gì đâu. Mà về đây thì cùng chung tay với chị sửa lại cái nhà nè, rồi cho gia đình dọn ra đây chứ ở trong cái nhà mồ của bà cụ thì những đứa trẻ thì nó hay khóc đêm qua. Thì đó chị mong sao mà mạnh thường quân cô chú thương tình như là đã thương chị đó, giúp chị hai chị một phần nào đó, đó để giúp cho chị hai mấy đứa nhỏ vô nhà, với lại sau này cũng tạo điều kiện cho chị có cơ hội để làm buôn bán này kia chút đỉnh nhỏ đi như chị vậy đó, rồi để dưới tay của chị làm bán vé số rồi cho mấy đứa nhỏ này sao bán vé số bỏ mấy đứa nhỏ lấy lại cái món tội đó. Mà mình buôn bán gì đó, bạn có thể vừa quản lý được con mình, vừa dạy dỗ được con mà mình có thể buôn bán được luôn vậy đó, nó dễ hơn. Giờ mấy đứa nhỏ không đứa nào được đi học hành gì hết trơn, thấy cũng buồn nữa. Phải chi mà khi mà ở trên Bình Dương á, đứa này học được tới lớp 2, lớp 3 gì đó, mình không biết về đây mình xin học lại cái lớp đó người ta vẫn cho. Nhưng mà chưa từng bước vô trường học, chỉ học một lần ở nhà của người ta, người ta nhận. Lúc mà chị hai bà gửi để đi làm một thời gian á, là người ta dạy chữ được chút đỉnh đó, người ta dạy đâu cũng biết mặt chữ được chút đỉnh gì đó, viết cũng được chút đỉnh rồi đó. Nhưng mà không được học trường lớp thôi, với lại nó hơi bị rụt rè nữa, nó không có được lanh lẹ như người ta. Vui chưa chị Thu? Hả? Dạ cũng vui. Cũng vui. Chị Thu có muốn nói lời nào với lại gia đình của chị Hải Tâm không, ở Mỹ á? Em cũng cảm ơn chị, anh với anh với chị giúp đỡ. Được mua thiết và đồ
dừng cho mấy đứa nhỏ nó vô cho nó đừng mưa. Vậy là còn mười mấy triệu thôi nữa là đủ phần nền ở dưới luôn, gạch ở dưới luôn. Dạ. Rồi đúng không? Mấy triệu nữa là đủ rồi. 12 triệu nữa chắc cũng cỡ đó rồi, tại vì mà mình không tính toilet thôi. À dạ đúng rồi, mà cái phần toilet giờ không biết sao. Tin nói chỗ đó không nên mà giờ mình đâu còn chỗ đâu. Đi cái bên, cái bên đầu hồ hố ga cái bên chị được không? Có chỗ thì đi mà đi đường ống nó xa. Không sao, nó là vậy đi, ống xa lắm. Thôi như thế này, đến đây vào buổi chiều á thì cũng thay mặt cho chị, gia đình của chị Hải Tâm ở Mỹ có gửi cái phần quà cho chị Thu với lại chị My, thì cũng nhân tiện đây xin chân thành cảm ơn gia đình của anh chị rất nhiều, chúc anh chị luôn có sức khỏe dồi dào an lạc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô Tâm Trần ở Úc đã hỗ trợ cho chị My có một cái chiếc xe nước mía nè, có một cái chiếc xe cá viên chiên nè. Và trước đây theo dự định của chị là bán hủ tiếu, nhưng mà hủ tiếu thì cái số tiền nó sẽ nhiều hơn. Và hiện nay á, không bán được, cô đó hỗ trợ bán được. Nhưng mà hiện nay thì chị đã thay đổi có một cái kế hoạch như vậy á, thì rất mong cô liên hệ với con để có con có thể có một cái định hướng tiếp theo. Tại con cũng không, con cũng muốn mong sao cô thấy được clip này để mà liên hệ với con. Thôi một lần nữa thì em chào gia đình, cố lên nha chị. Ơi. Mong sao cô liên hệ đi để có được, dạ, được cái tủ thờ cho mẹ. Em cũng mặt của chị Thu và chị My.